Chào cả nhà có khỏe không? Mấy nay thấy bảo Việt Nam trời cũng lạnh lắm. Ở chỗ Vân Anh thì cũng tuyết rơi suốt mấy ngày. Nên là hôm nay mới tranh thủ đi quay được video để cho cả nhà xem. Đã mất công đi thì đi thẳng hai nơi luôn. Công viên đầu tiên mà mình đến có tên là công viên gia đình Yong San. Lịch sử của công viên này khá là đặc biệt, bởi vì khi mà Hàn Quốc giành được độc lập từ thực dân Nhật Bản vào năm 1945 thì từ sau đó trở đi, khu vực này đã được sử dụng làm sân golf cho quân đội Mỹ. Có thể nói là đối với người dân Việt Nam thì việc có quân đội của nước khác đóng quân ở nước mình là một điều vô cùng lạ lẫm, nhưng mà với Hàn Quốc thì điều đó là một chuyện rất là hiển nhiên cũng như là bình thường, bởi vì là Hàn Quốc vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh các bạn ạ. Tức là mặc dù đã đình chiến với Bắc Triều Tiên nhưng mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chính vì thế mà kể từ năm 1945 cho tới nay thì Hàn Quốc luôn có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Tuy nhiên đến năm 1992 thì thành phố Seoul đã quyết định lấy lại khu đất này để làm công viên và mở cửa cho người dân vào tham quan. Diện tích của công viên khá là rộng các bạn ạ. Nó lên đến là 297.000 m². Tất nhiên là đó là thời điểm ban đầu, còn bây giờ thì nó đã giảm xuống chỉ còn có 89.000 m² thôi. Được cải tạo lại từ công viên cho nên là nơi đây còn giữ nguyên những thảm cỏ cũng như là rừng cây, ao hồ của sân golf từ xưa, và chỉ xây thêm những cái khu vực đường dạo bộ cũng như là trồng thêm rất là nhiều cây nữa. Đến với chỗ này thì các bạn có thể là cắm trại ở trên thảm cỏ. Như là các bạn có thể thấy hiện nay Vân Anh đang đi trên một cái khoảng sân rất là rộng. Thì đây chính là cái khu vực thảm cỏ. Nhưng mà vào mùa đông thì tuyết đã bao phủ trắng xóa hết cả rồi. Nhưng mà vào mùa hè thì mọi người đến đây cắm trại rất là đông. Công viên được mở cửa suốt 24 giờ một ngày và không nghỉ ngày nào trong năm. Cho nên là các bạn có thể thoải mái đến tham quan bất cứ lúc nào cũng được. Và đặc biệt là vé gửi xe ô tô ở trong này rất là rẻ. Một tiếng chỉ mất có 1.800 won thôi. Còn đây là khu vực đài kỷ niệm chiến tranh để tưởng niệm các quân nhân, các chiến sĩ của nước ngoài đã tham gia chiến tranh tại Hàn Quốc vào năm 1950 đến năm 1953. Có rất là nhiều các quân nhân của nước ngoài đã hy sinh tại Hàn Quốc các bạn ạ, trong chiến tranh cùng với Bắc Triều Tiên. Xung quanh công viên này còn có rất là nhiều các địa điểm du lịch khác nữa, chẳng hạn như là công viên núi Nam San, nơi có ngọn tháp Nam San nổi tiếng, hay là công viên sông Hàn, ngay bờ sông Hàn, các bạn có thể đến tham quan. Rời công viên Yong San thì mình đến với một công viên khác cũng đặc biệt không kém. Đây là một công viên mà được cải tạo từ một nhà máy sản xuất nước sạch cũ của Hàn Quốc. Và có một cái điểm rất đặc biệt, đấy chính là những cái đường ống nước được người ta cải tạo lại để trở thành những cái hàng ghế cũng như là những cái tạo hình hết sức là đẹp mắt như thế này. Em cún đang lăn lộn ở trên một cái ghế được tạo hình từ cái đường ống nước ngày xưa đó các bạn. Đường ống nước công nhận bự, thiệt là bự luôn. Mặc dù là mùa đông nhưng mà người đến thăm công viên cũng rất là đông.
Và công viên này còn có một đặc sản nữa, đó chính là 이곳은 máy bay các bạn ạ. Bởi vì công viên비행기가 này nằm뜨는 ở ngay곳인데. dưới một đường bay và bên cạnh đó thì là một cái sân bay ở ngay trong thành phố Seoul là sân bay Gimpo, cho nên là đứng từ đây dễ dàng có thể nhìn thấy một chiếc máy bay bay qua ở cự ly rất là gần như này các bạn ạ. Nhìn có hoành tráng không? Ngắm những chiếc máy bay cứ bay là qua đầu cũng là một cảm giác hết sức thú vị các bạn ạ. Chơi đi nhà. Chơi đi nhà. Video ngày hôm nay thì mình làm rất là ngắn thôi để giới thiệu một vài công viên đặc sắc của Hàn Quốc. Và nếu yêu thích video này thì hãy cho mình xin một like cũng như đăng ký, rung chuông để mình có thêm động lực làm tiếp video nữa nhé. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã đồng hành cùng với gia đình mình và rất mong sẽ được có sự đồng hành của các bạn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.